Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Chưa bao giờ hành lá lại quý như bây giờ, nhất là đối với người dân Sài Gòn. Nó quý đến mức cho dù có anh bộ đội giúp đỡ thì cũng không có hành. Cùng lắm thì bộ đội chỉ cung ứng được củ cải, bắp cải và dăm ba thứ rau, thịt, cá, vân vân. Đây là những chậu hành nho nhỏ của mình. Xa xa cũng có những chậu hành nho nhỏ. Đây là một chậu hành to to. Còn đây là một khay hành. Cái khay hành này thì mình mới trồng được khoảng 3-4 tuần gì đó, tức là dưới 1 tháng. Coi như cũng nở bụi rồi đó. Cứng cáp. Bên trong nó thì có mọc lên những cây é trắng, chiều hồng. Và coi như mình có dăm ké dài dài bằng cây hương thảo. Đó, mới trồng 1 tháng mà nó bụi dữ ạ. Mỗi lần mình trồng là 3 tép mà nó nở ra được 5-6 tép rồi đó. Còn những chậu hành này thì mình trồng khoảng được tháng rưỡi rồi đó. Tháng rưỡi 2 tháng gì rồi. Nói chung là trong khoảng thời gian mà cách ly nghiêm ngặt rồi đó. Ít ra là cũng phải từ ngày 9 tháng 7 trở đi mình mới trồng cái này. Bởi vì lúc đó nghe đâu là hành 1 ký là 100 ngàn, cho nên mình mới lật đật nhổ mấy bụi hành đã tạ đã tượng cũ rồi mình đem trồng ra, cho nên không được lớn nhanh như là cái hành mà chưa tượng cũ. Rồi để hành mà nó bụi to và tươi tốt thì có những yếu tố sau đây: một là phân nhiều thì cây tốt, hai nắng nhiều thì lá xanh và cứng cáp. Nhiều bạn hỏi tại sao mà cứ gió một cái là nó gãy, đó là bởi vì thiếu nắng cho nên lá nó không được cứng cáp. Như quý vị, thiếu nắng thì gió nó quật qua một phát là gãy lá, rồi mưa rớt xuống cũng gãy lá nha quý vị, cho nên cứ trồng giữa nắng chang chang. Như của mình đây là không có mái che, dưới bầu trời giữa nắng và giữa gió nha quý vị. Đây là hành trồng bằng cây. Thì cái phân để mà trồng hành á, là phân hữu cơ, bởi vì đây là ta xác định là ăn lá mà ăn, cho nên là không nên dùng vô cơ mà dùng hữu cơ. Hữu cơ tức là những cái sản phẩm của tự nhiên như phân bò, phân dê, phân gà, phân trùng đó, phân nhộng, nhộng tức là phân ruồi đó. Ở đây mình á, là ban đầu mình trộn đất để trồng là phân ruồi đó đó, tức là phân nhộng cộng với vỏ lạc cộng với đất trộn sẵn nhiều thành phần nha quý vị. Đó, đó là ban đầu trồng. Sau khi nó bén rễ thì mình rải phân gà Nhật cho nó. Thì quý vị có thể thay phân gà Nhật, phân trùng, phân nhộng đó bằng bất kỳ phân nào miễn là hữu cơ nha quý vị. Đó, mình trộn trước khi trồng rồi khi bén rễ mình lại 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 bón thì nó sẽ tốt. Để trồng hành lá từ cây thì ta mua cây, mua bó hành ở chợ hoặc là ở những xe đẩy hàng rong. Ta mới lột hết sạch những cái lá già, lá khô bên ngoài cho cái thân nó trắng bóc. Rồi ta cắt phần rễ ở dưới. Ta cắt phần lá ở trên rồi ta trồng xuống cái đất đã trộn phân. Rồi vậy là bỏ ở nơi mát mát. Tuần sau đem ra giữa nắng chang chang nha quý vị, thế là nó tốt. Và nhớ là trộn phân trước khi trồng và khi nó bén rễ thì ta cũng tiếp tục rải phân cho nó. Để cái hành nó nở bụi to và nó tươi tốt thì ta thường xuyên nhìn thấy lá già nào thì ta tước bỏ đi để cái con nhảy ra, bởi vì cái con nó sẽ nhảy ra từ các cái bè nách lá đó. Mà nếu ta để cái bè nó nằm vậy thì nó bó lại không cho cái hành bung ra, cái con bung cái con ra. Cho nên ta cứ thấy lá nào vàng là ta bắt đầu đi dòm ngó và tước nó ra nha quý vị. Đây, tước ra. Rồi khi ăn cũng vậy luôn, ta
Nhìn thấy những cái lá bên ngoài này nè, vẫn còn xanh nha, ta tước ra ta ăn, tước xuống đó, cho cái thân nó màu trắng vậy nè. Đây, ta tước nó ta ăn như thế này. Còn nếu mà lâu lâu quý vị thèm cái đầu hành á, thì quý vị đè một tay lên bụi hành và nhổ nửa bụi để ăn đầu hành. Còn nửa bụi kia sẽ tiếp tục nhảy con nha quý vị. Đó, mình nói như vậy là xong cái hạng mục trồng hành bằng cây để có hành lá mà ăn nha quý vị. Đây là hành củ nha quý vị. Để trồng hành củ thì ta phải chia tép ra, ta nên chia tép ra, bởi vì để nguyên củ thì nó khó bung cây, bung lá, bung chồi. Ta chia tép ra và ta cắt đầu cắt đuôi nha quý vị. Nếu không cắt thì phía đầu nó rất là khó bung, sẽ lâu lên hơn là mình cắt. Để trồng thì ta dùng đất trộn sẵn nhiều thành phần và ta cho một chút ta bỏ vô chậu rồi ta rải lên một lớp phân hữu cơ nào đó. Ở đây mình xài phân nhộng quen rồi, khỏi ủ. Quý vị có thể dùng phân bò đã xử lý, phân dê đã xử lý, phân trục quế, vân vân. Rồi, sáu sáu sơ. Đây là một củ hành, ta nên chia tép ra, lột sạch vỏ, quý vị. Từ một củ hành thì ta có bốn tép như thế này, nhìn có vẻ sạch sẽ, nhưng như vậy là chưa trồng được. Quý vị phải cắt cái phần cứng này và cắt cả phần đầu nha, nó mới dễ bung rễ lên, mới bung dễ bung chồi lên. Còn phần dưới mình cắt bớt đi, nó sẽ đâm rễ mạnh hơn, bởi vì chỗ này quá cứng, cái phần gốc của nó quá cứng, rễ khó bật ra nên ta phải cắt sơ đi. Còn trên này ta cắt một phần ba đến một nửa luôn nha quý vị. Đây là những tép hành mà mình chuẩn bị trồng nè, mình đã cắt bớt phần dưới đuôi với gốc đó, để nó bớt cứng đi. Còn phần trên là mình cắt cắt cái đầu đó. Thế là mình mới trồng vô được bốn cây bốn gốc. Cắm phần củ xuống cho lòi lên tí xíu. Chọc cái lỗ này thả xuống, chọc cái lỗ thả xuống rồi để vậy luôn, khỏi cần lấp. Khi cây hành mọc lên thì ta sẽ rải một lớp đất lên trên này để củ này phân hủy ra, và như vậy một cây hành lá, bốn cây hành lá bốn gốc sẽ mọc lên nha quý vị. Tại sao lát mình sẽ giải thích. Khi đó khi nó mình rải đất lấp hết cái củ này thì củ này sẽ phân hủy ra và nó thành cây mới, một bụi hành mới, và ta muốn ăn thì ta tước bẹ như hồi nãy nói này, thì nó sẽ nhảy con ra bởi vì nó là cây mới. Còn nếu ta để củ lòi lên mặt đất thì nó không biết nhảy nhánh ra đâu. Đây nha quý vị, khi lấp đất thì nó bén rễ ra ngoài và nó nhảy nhánh ra ngoài ngoài đất. Còn để củ thì nó không biết nhảy ra đâu, bởi vì củ nó bó nó lại đó, cho nên ta phải để cho cái củ bị phân hủy nha quý vị. Những cái lúc dịch giá mọi người coi như truyền tay nhau về việc là sọt những cái lỗ ở dưới vỉ trứng để trồng bằng nước hoặc là trồng bằng đất vỉ này thì ta sọt lỗ.
đó, tôi đâm lỗ, xong tôi bỏ đất vô, xong tôi bỏ củ hành như vừa vừa nãy nói, là nó sẽ ra một cái vỉ toàn hành nha quý vị. Đây là mình lợi dụng cái lõm này nè để mình đựng đất và mình nhét cái tép hành vô cho nó lên lá. Một loại vỉ trứng khác là vỉ này. Đối với loại vỉ trứng này thì ta cắt làm đôi, tại vì cái phần này là phần nắp đậy nè, nó có thể chứa nước được nè, cho nên ta cắt làm đôi rồi ịn cái này lên. Đây, cái vỉ trứng ta cắt làm đôi thì cái phần mà đựng trứng á, sẽ nằm bên trên, còn cái phần này sẽ nằm dưới chứa nước. Ta ịn lên như thế này, chia tép hành ta bỏ vô đây rồi ta đổ nước lên. Lưu ý là ở đây đã đục lỗ nha quý vị, đó, đục lỗ để nó hứng nước ở bên dưới á, nó hút nước bên dưới á. Thì làm theo cách bỏ đất vô vỉ trứng nè, hoặc là không có đất mà dùng nước nè, thì chỉ cần sau 2-3 ngày là nó bắt đầu lên lá. Tuần là ăn được nha quý vị. Ở đây là 15 ngày rồi đó. Đây là cái vỉ hành mà mình trồng bằng nước nè. Bên dưới là cái nắp vỉ á. Cái nắp vỉ á là đựng nước nè, chứa nước nè. Còn đây là đất, cũng là cái vỉ, nhưng mà bên dưới mình không cho chứa nước mà mình đục lỗ luôn, cho nước trôi ra và bỏ đất lên trên vỉ trồng vô. Nhưng thưa quý vị, là cả hai là trồng nước hay trồng đất thì cái củ này sẽ thối rửa ra. Và nói chung là cái hành này chỉ xài được một lần thôi, giống như để ngắm, trồng ra để ngắm hoặc là để đánh đổi, tức là thay vì ăn một tép hành cũ thì ta ăn được một miếng này, chút này lá, chứ không thể dùng lâu dài được, vì các bạn có tước bẹ thì nó cũng không nhảy được, trong khi là cái củ này sẽ thối rửa ra, là coi như cây hành sẽ rồi. Vậy thì trong cách này chỉ để câu view mà thôi, chỉ để câu view hoặc để đánh đổi như mình nói, đó là thay vì ăn một tép hành cũ thì ta ăn được một miếng lá rồi xong, không có xài được lâu dài. Vậy nên ta nên dùng các biện pháp căn cơ, phương pháp căn cơ như hồi nãy nói, đó là làm đất cho đàng hoàng, rồi mua bó hành ở chợ chia tép mà trồng. Hai là làm đất đàng hoàng rồi lấy củ trồng xuống, và khi cây lên thì lấp đất lại cho cái củ này coi như tiêu hủy, phân hủy, và cây mới là còn. Còn ở đây thì ta ăn một lần là xong, không còn dùng được nữa, bởi vì cái củ này thối rữa, phân hủy mà. Đó. Vậy nha quý vị, hãy chọn cách căn cơ mà làm, không nên trồng kiểu này. Kiểu này chỉ để biểu diễn chơi thôi. À, cái này là mình nói thật, cái gì hữu hiệu mình mới làm. Đó, thực dụng mà. À, mình trồng hành trong vỉ, nhưng mình nhận thấy là chỉ ăn được một lần, không có căn cơ, nên mình đã lấy cái hành trong vỉ này mình trồng vô cái khay, lấp đất lại cho củ phân hủy và cây mới mọc lên. Nghĩa là từ bỏ con đường phù phiếm để đi vào con đường căn cơ, thưa quý vị. Một thắc mắc khá phổ biến đó là tại sao trồng hành cứ hay bị rụi. Thì có những nguyên nhân hay rụi sau đây. Một là không bỏ phân. Hai là thiếu nắng, nó rập quá, nó rụi. Ba là không chịu tước bẹ bên ngoài. Nhưng tất cả những nguyên nhân đó mình đã khắc phục hết rồi mà nó vẫn rụi, đó là vì cây hành là một cây có củ, cho nên nó phát triển lá, đến một lúc nào đó thì nó sẽ tạo củ nha quý vị. Và do vậy thì đó là quy luật luật tự nhiên của nó rồi, cho nên á, trước khi nó tạo củ thì ta nên tách cây hành đó trồng lại, như vậy sẽ có những cây hành mới và coi như là nó sẽ mới từ đầu. Còn nếu để 6 tháng trở lên thì nó tạo củ, ví dụ như đây
Bụi hành này vẫn tước bạ, nhưng mà bởi vì đó tới lúc nó ra củ rồi à, thì những cái gốc của nó này là nó thành củ hết. Cho nên lẽ ra trước khi cây tàn để phát triển củ thì ta nên nhổ ra trồng, ta không nên để nó thào củ như quý vị. Rồi, chúc quý vị trồng hành thành công, chúc quý vị bình an trong đại dịch. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nhớ là trồng hành cho căn cơ nha quý vị.